Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình radio online Sắc Màu Phật Pháp, nơi chia sẻ và giao lưu với các bạn trẻ. Chương trình được phát từ website www.chuahoangphap.com.vn vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Xin chào các bạn đang nghe chương trình radio Sắc Màu Phật Pháp lại cùng được chia sẻ với các bạn trong số này. Trong chương trình hôm nay, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Và đặc biệt, chương trình số này sẽ giúp các bạn đang nuôi dưỡng cho mình những hoài bão và nhiệt huyết về một tương lai tốt đẹp với chủ đề Ước Mơ. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua một số tin tức của Chùa Hoằng Pháp các bạn nhé. Sau khóa tu Phật thất 7 ngày diễn ra thành công, ngày 21 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 6 tháng 2 năm Canh Dần tới đây, Chùa Hoằng Pháp sẽ tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày. Đây là khóa tu một ngày đầu tiên trong năm Canh Dần. Lần tu này, quý thiện nam tín nữ Phật tử sẽ được giải đáp những thắc mắc qua chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23. Các bạn thân mến, ai trong mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều, tất cả đều có một lần mơ ước. Có những ước mơ thật bình dị, nhưng cũng có những ước mơ không giản dị chút nào. Bạn đã bao giờ mơ ước rằng mình có những phép màu thật diệu kỳ, bay bổng tới những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la, khám phá đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn? Đó là ước mơ đã theo ta suốt thời thơ ấu. Những mơ mộng thần tiên ấy luôn khiến ký ức chúng ta lung linh hơn, trong ngần hơn. Cuộc sống nếu không có ước mơ thì thật buồn tẻ. Ước mơ giúp chúng ta sống có mục đích. Có ai đó đã nói rằng, ước mơ giống như một ngọn hải đăng, chúng ta là những con thuyền giữa biển bao la. Ngọn hải đăng thắp sáng giúp cho con thuyền của chúng ta đi được đến bờ mà không bị mất phương hướng. Và trong tiết mục quà tặng cuộc sống số này, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Dám Ước Mơ. Có một chú bé văn chương lai láng mô tả ước mơ vĩ đại của mình, rằng sẽ có một nông trang rộng lớn. Cậu còn vẽ một bản thiết kế nông trang khoảng 200 hecta, trong đó có chuồng ngựa, đường đua, vân vân. Giữa nông trang xây một tòa nhà to, rộng khoảng 4.000 mét vuông, trong đó có bể bơi, sân quần vợt, vân vân. Ngày hôm sau, cậu bé nộp bài văn đó cho thầy giáo. Sau 2 ngày, cậu nhận bài văn về, thấy ở trang đầu có lời phê chữ rất to, bằng bút đỏ là không đạt yêu cầu. Bên cạnh còn viết mấy chữ: tan học hãy đến gặp tôi. Sau khi tan học, cậu bé mang bài văn đến gặp thầy, rồi hỏi: tại sao thầy lại phê bài của em là không đạt yêu cầu? Thầy giáo trả lời: tuổi của em còn nhỏ, không nên quá viển vông. Một là em không có tiền, hai là em còn sống với bố mẹ. Xây dựng một nông trang lớn như thế, em không thể có khả năng. Nếu em mua đất, lại mua ngựa, lại bỏ công ra chăm sóc chúng, thì tất cả những điều đó không thể thực hiện được. Thầy khuyên em hãy thiết thực hơn, không nên quá viển vông. Nếu như em viết lại bài văn khác, không xa rời thực tế, thì thầy sẽ chấm điểm cho em. Cậu bé sau khi về nhà, xin ý kiến của người cha, cha cậu chỉ khuyên rằng: đây là quyết định rất quan trọng, con phải có chủ kiến của mình. Sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần, cậu bé quyết đưa bài cũ cho thầy, một chữ cũng không sửa. Cậu nói với thầy rằng: dù cho không đạt yêu cầu, song em cũng không muốn vứt bỏ ước mơ đó của mình. Hơn 20 năm đã qua, vị giáo viên ấy dẫn một tớp học sinh nhỏ đến thăm một nông trang rộng 300 hecta, từng đàn ngựa nòi thuần chủng đang tự do gặm cỏ, một tòa nhà đẹp đẽ rộng 5.000 mét vuông ở trung tâm nông trang. Chủ nhân của nông trang chính là cậu học sinh năm xưa. Hai thầy trò vô tình gặp nhau tại nông trang này. Người thầy tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng nói: thời anh đi học, tôi đã từng dội gáo nước lạnh vào ước mơ của anh. May mà anh đã kiên trì thực hiện ước mơ đó của mình. Nghe thầy nói xong, anh chàng chỉ nhìn thầy và nở một nụ cười. Các bạn thân mến,
Rất nhiều người ngỡ rằng ước mơ là những gì xa xôi, ngoài tầm tay với, là những thứ viển vông xa rời thực tại, là kết quả của sự thăng hoa từ cảm xúc và trí tưởng tượng của những người có tâm hồn lãng mạn. Thậm chí có những người còn cho rằng ước mơ chỉ là suy nghĩ viển vông của những ngày không có động lực phấn đấu, của những người ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở vườn nhà mà cứ ngỡ mình đang rong chơi cùng các vì sao, của những kẻ xem bói với hy vọng được nghe những điều phán tốt lành cho tương lai, hoặc của những người mua vé số và mòn mỏi đợi đến ngày con số may mắn kia được sướng lên trong bản tin chiều. Có vẻ như ước mơ không phải là bạn đồng hành thân thiết của chúng ta, mà lại sánh đôi cùng sự mơ tưởng hoặc sự may mắn. Liệu ước mơ có chút liên quan nào đến những người trong thế giới thực tại, những người không lãng mạn cùng các vì sao mây trời, không sống trong tháp ngà của những câu chuyện cổ tích, mà là những người luôn phải bôn ba với cuộc sống, nỗ lực tìm kiếm những điều rất thực tế như sự vững chắc trong sự nghiệp, sự thành công trong kinh doanh, niềm hạnh phúc với mái ấm gia đình. Sẽ không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ. Dám ước mơ sẽ giúp ta nhanh chóng tìm thấy ước mơ của riêng mình, sẽ giúp những ai đã hoàn thành, đã chinh phục được ước mơ của mình tiếp tục cuộc hành trình vươn đến những ước mơ cao cả hơn. Ước mơ là động lực để bạn chạm tới những gì bạn muốn. Bạn có ước mơ thì bạn sẽ có động lực thực hiện và hòa mình vào môi trường, giúp ước mơ ấy thành hiện thực. Nếu bạn có ước mơ, bạn sẽ biết mục đích sống của mình là gì, biết con đường mình sẽ đi, chứ không như kẻ mù mò mẫm đường đi đến đâu hay đến đó. Bởi thế, tại sao chúng ta không dám mơ về một thứ gì đó to lớn mà lại phải gò bó bản thân trong khuôn khổ cái thực hiện được ở hiện tại? Có người nói rằng không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn, không phải công việc nào cũng được kết thúc thành công, không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng, không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu, không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu, không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường có thể dẫn đến thành công. Bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hơn, và bạn chẳng có điều gì để kể lại mai sau. Vậy thì các bạn nghĩ như thế nào về dám ước mơ? Tiết mục quà tặng âm nhạc. Mở đầu tiết mục quà tặng âm nhạc số này, xin gửi đến tất cả các bạn đang nghe chương trình ca khúc Ra Khơi, sáng tác và trình bày nhóm Bức Tường. Nào, các bạn hãy cùng căng bùm lên, hãy đưa con thuyền mình ra biển lớn và đến những chân trời ước mơ các bạn nhé. Hey! We'll be right back.
Các bạn thân mến, nếu ca khúc đầu tiên giúp chúng ta mạnh mẽ với sóng nước mây trời và con thuyền lướt sóng, thì ca khúc tiếp theo mà chương trình sẽ gửi đến các bạn sau đây lại mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng như bồng bềnh cùng thời gian. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ không xa xôi, sáng tác và trình bày Vũ Quốc Việt. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đừng nên ưu tư và đừng nên lo âu, xin hồn nhiên cười lên đi em. Cuộc đời nghe xanh thêm những ước mơ như ngàn hoa khi xuân tới. Một mơ ước không xa xôi, tình yêu nở trên đôi môi như mùa xuân về. Một mơ ước trên đôi tay, từ trong trái tim mê say ta dừng say. Người con gái mơ xuân qua, cuộc đời ngỡ như bao la, cố xa chi đường dài. Một mơ ước không xa xôi, một mơ ước không đơn côi, đến hôm nay và ngàn sau. Trên cao và này muôn trăng sao xinh hồn nhiên, giọt sương ban mai đọng lại trên đôi môi những ước mơ cho ngày mai và mãi mãi. Một mơ ước không xa xôi, tình yêu nở trên đôi môi như mùa xuân về. Một mơ ước trên đôi tay, từ trong trái tim mê say ta dừng say. Người con gái mơ xuân qua, cuộc đời ngỡ như bao la, cố xa chi đường dài. Một mơ ước không xa xôi, một mơ ước cho hôm nay, đến mai đây và ngàn sau. Người con gái mơ xuân qua, cuộc đời ngỡ như bao la, có xa chi đường dài. Một mơ ước không xa xôi, một mơ ước không đơn côi, đến hôm nay và ngàn sau. Để khép lại tiết mục quà tặng âm nhạc số này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ xa xưa, nhạc nước ngoài qua sự thể hiện của ca sĩ Đăng Trường. Đây là ca khúc mà chương trình dành tặng cho bạn Ngọc Bích ở số điện thoại 766-2256 cùng tất cả các bạn ở trường trung học phổ thông Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Chúc Bích và các bạn tìm được ước mơ cho riêng mình và sống hết mình vì ước mơ đó. Xin chúc các bạn đang nghe chương trình mọi điều tốt lành và cùng nhau chia sẻ như thông điệp ca khúc đã gửi đến nha các bạn. Ngày xa xưa khi tôi mới đi xa lần đầu, hay lên lên ra sông mơ về vùng đất tuổi thơ dịu êm. Rồi bao đêm tôi hay khóc cô đơn một mình, luôn mong có cô tiên hiện về hỏi tôi vì sao còn khóc. Và tôi xin cô tiên ban giúp cho tôi, cho tôi một điều, làm sao viếng nơi xưa một lần thôi, nằm nghe lá thu trôi, cho tay mơ trên môi một thời thơ ấu, cho tay nghe bên tai lời mẹ ru, lòng tôi chợt nghe một thoáng mơ hồ niềm nhớ thương ơi, cho tay anh.
me where I don't wanna go. If I knew exactly what I had to do in order to be there for you when you were feeling low, all the things we ever wanted were yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips. Every time I cry, I see your smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I had never felt this way since the day I gave your love away. Từ biệt từng đêm vắng, đàn chim trắng hát trên bờ bãi, để quanh ta yêu thương đã bay về trên tay, đã bay về trên tay. Và cuộc sống ngập tràn lòng nhân ái, tuổi thơ ơi hãy quay về đây, trẻ em thơ đừng vội vàng quay bước, đời luôn có. Con tim mình bình yên. Ai trong mỗi chúng ta cũng có một ước mơ, một lý tưởng sống cho tương lai của mình. Và ước mơ ấy là gì? Bạn có thể thực hiện được ước mơ ấy không? Vì sao bạn muốn thực hiện ước mơ đó? Ước mơ lớn nhất của bạn là gì? Bạn có bao giờ thôi không mơ ước nữa chăng? Chắc chắn bây giờ bạn chưa thể trả lời được hàng loạt câu hỏi ấy phải không? Nhưng đừng nản lòng bạn nhé. Bạn phải học thật nhiều để trả lời được những câu hỏi này đấy. Và học không phải chỉ là từ thầy cô ở trường đâu bạn ạ. Mà hãy học chúng từ những gì đang ở quanh ta. Bạn hãy học ngay từ bạn bè, cha mẹ và cả những người bạn không quen. Bạn có thể học trong sách vở, ở trường và cả những tủ sách có trong phòng hay thư viện. Điều quan trọng hơn cả, hãy học từ cuộc sống. Chúng chứa rất nhiều điều kỳ diệu mà chỉ có bạn mới biết và thấu hiểu. Đôi khi, bạn thấy được điều kỳ diệu từ ước mơ của mình. Những điều kỳ diệu còn tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn mưa sao băng hay cánh đồng hoa nở rộ vào bình minh. Những điều chỉ có ước mơ mang lại được cho con người, những đóa hoa nở từ trái tim. Chính những cánh hoa ước mơ nở từ trái tim ấy đã đem đến tình thương cho nhân loại, giúp con người yêu thương con người hơn. Và hơn ai hết, bạn sẽ là người sở hữu chúng, những ước mơ. Hãy ước mong những con đường trong cuộc sống sẽ đưa bạn đến gần với những tấm lòng, cùng nhau nung nấu một ước vọng, khát khao cháy bỏng, cùng nhau vững tin bước đi trong niềm hy vọng về một ngày mai rạng ngời. Hãy là đôi cánh tung bay trên trời cao dịu vời, mang đến cho đời muôn tiếng hát yêu thương. Hãy là cơn gió bay xa thật xa, mang theo bên mình bao ước mơ tuyệt vời, hòa vào lòng người bao hân hoan, niềm hạnh phúc. Rồi ngày mai đến, cho ta tình yêu, cho ta nụ cười không tiếc nuối, để một ngày mới trôi qua thật êm với những ước mơ trong đời được bay cao, để ta mãi luôn tỏa sáng như vì sao trong khung trời đầy mây và gió. Nhưng ngày hôm nay, bạn hãy tìm cho mình niềm vui
mơ ước ngay từ cuộc sống mà bạn đang hiện diện. Một bữa cơm ấm cúng cùng gia đình, một công việc vất vả nhưng mang trong nó đầy hoài bão, đam mê, một mơ ước cháy bỏng luôn thường trực trong lòng. Một người bạn thân thiết có cái nắm tay rất chặt để cùng nhau đi ngang qua mùa đông thật nhẹ nhàng. Niềm vui trong cuộc sống còn là cả những phút giây bạn trầm ngâm suy ngẫm về cuộc đời mình, về những gì đã qua. Mỗi ngày hãy chọn lấy một niềm vui, mang đến cho ai đó một nụ cười, giúp một ai đó, khen tặng một ai đó, hay lãng mạn hơn nữa thì tặng một ai đó một bông hoa. Bạn sẽ cảm thấy niềm vui đến với tâm hồn ngay sau khi bạn làm điều này, và sẽ quên đi những nỗi buồn, những đau khổ của bản thân. Cuộc sống với những niềm vui hay nỗi buồn là do chính con người lựa chọn và làm nên. Vậy có lẽ gì bạn không chọn cho mình những niềm vui để thêm yêu đời và luôn ước mơ? Dẫu có những nỗi buồn đi ngang cuộc sống, bạn cũng đừng lấy đó làm tuyệt vọng, bởi tất cả những điều đó đến rồi sẽ ra đi. Sao không cất tiếng hát xua tan đi những ưu phiền trong vòng tay bạn bè? Dẫu có vấp ngã trên đường đời, hãy can đảm đứng lên và đi tiếp hành trình mình đã lựa chọn. Mỗi lần thất bại sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ hơn, giống như một điều giản dị đã trở thành chân lý trong tác phẩm nổi tiếng của O. Henry. Chiếc lá cuối cùng chưa hẳn là sẽ rụng, nó sẽ kiên cường ngự trị trong lòng mỗi người, nếu như tin rằng trên cuộc đời này niềm vui và sự sống vẫn tồn tại. Và như thế, hãy sống mỗi ngày thật vui, sống hết mình cho lòng nhẹ tên, và đừng quên mơ ước cho ngày mai bạn nhé. Tiếp theo chương trình là tiết mục chia sẻ. Mời quý vị và các bạn đến với câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Thương ở thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Thưa quý thầy, con là một sinh viên mới ra trường, hiện tại đang công tác cho một công ty nước ngoài. Lúc chưa tốt nghiệp đại học, con cứ nghĩ rằng việc làm sẽ đơn giản. Nhưng kể từ khi bước vào môi trường làm việc, con mới thực sự cảm nhận được tính cạnh tranh trong từng bộ phận để tạo thế đứng cho mình. Đôi khi áp lực công việc quá lớn làm cho con bị stress rất nặng. Con cảm thấy bất an, mất tự tin và cảm thấy bất lực, muốn từ bỏ công việc. Xin quý thầy hãy cho con một lời khuyên để con có thể tiếp tục nuôi lớn ước mơ hoài bão của mình, nhất là tạo được thế cân bằng trong cuộc sống. Vâng, đó là câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm An. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. A Di Đà Phật, Tâm An xin chào các bạn đang nghe chương trình Radio Sắc Màu Phật Pháp kỳ thứ 24. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại đến với nhau qua câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Thương ở thành phố Hồ Chí Minh về những áp lực và stress bạn đang phải đối diện rất lớn trong công việc, nhất là một ông sinh viên mới ra trường. Như các bạn biết, bị áp lực trong công việc là một trong những nỗi ám ảnh bức xúc của con người sống trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay. Có thể nói rằng tùy theo hoàn cảnh, môi trường, số lượng công việc mà mức độ áp lực trong công việc có sự khác nhau giữa mọi người. Theo các chuyên gia tâm lý thì có rất nhiều tình huống trong cuộc sống để chúng ta rơi vào áp lực, như là công việc nhiều, thời gian giải quyết gấp gáp, sức khỏe, tâm lý không tốt, lại bị ngoại cảnh như là gia đình, bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội chi phối. Bên cạnh đó có những người không hiểu rõ khả năng của mình, không biết lường về cái năng lực họ tham công tích việc, dồn hết sức để mong hoàn thành công việc nhưng lại không đạt được kết quả mỹ mãn. Để rồi đến một lúc họ giống như một quả bóng bơm quá căng sẽ bị nổ tung các bạn ạ. Trong 10 điều tâm niệm nhà Phật có dạy, thì Đức Phật có dạy chúng ta rằng ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu sa nổi dậy. Hay sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Hoặc làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kêu mạn. Theo những lời dạy trên, mọi hành động hay là thành công trong đời này đều có những cái giá của nó các bạn ạ. Không một thành tựu nào, thành công nào mà chúng ta không đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt cả. Nếu như mọi công việc hay là cuộc đời này nó bằng phẳng hết thì cuộc đời này chỉ là toàn trải bằng hoa hồng thôi, phải không? Hơn nữa, cuộc sống không có tính cạnh tranh thì còn gì là gọi là cuộc sống. Cho nên chúng ta, nếu ai thích thơ Phan Bội Châu thì chúng ta thường nghe một câu nói của ông hay, đó là ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Nhân đây Tâm An xin chỉ các bạn một câu chuyện rất là hay. Có một câu chuyện kể về một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã mệt mỏi khi mãi phấn đấu. Mẹ của cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên một ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi. Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt. Trong chiếc thứ hai, bà đặt những quả trứng. Và trong chiếc cuối cùng, bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình và không nói một lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy một múc cà phê ra và đặt vào một cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà mới hỏi: "Này con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?" Cô con gái mới trả lời mẹ rằng: "Dạ, cà rốt, trứng và cà phê." Và cô hỏi tiếp: "Mẹ, điều này có nghĩa là gì hả mẹ?" Bà mẹ mới giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp điều kiện khó khăn như nhau. Đó là nước sôi con ạ. Nhưng mà mỗi thứ có một phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước thì rất cứng, rắn và dai. Tuy nhiên sau khi bị bỏ vào nước sôi thì nó mềm đi và trở nên rất là yếu ớt. Còn quả trứng, con thấy không, bốn rất là dễ vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp chất lỏng bên trong của nó. Nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại con ạ. Những hột cà phê gìn thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã biến đổi nước. Bà mẹ mới hỏi cô con gái: "Con là gì? Một khi hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con sẽ phải phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay là hột cà phê?" Người mẹ mới giải thích tiếp tỉ mỉ cho con cô gái: "Con là củ cà rốt. Dường như rất là mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi sức mạnh. Hay con là quả trứng, bắt đầu với một trái tim mềm yếu, nhưng khi qua khó khăn lại trở nên cứng rắn. Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một cái chết mà hay một sự chia lìa, những khó khăn về tài chính họ trở nên cứng nhắc mặc dù cái vỏ bên ngoài vẫn thấy. Hoặc có thể là con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau. Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con sẽ sống thật tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất con ạ. Từ những ngày đơn tối nhất và những thử thách cam go nhất, con phải nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình rằng sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng gà hay là cà phê. Vâng, câu chuyện rất là mang tính triết lý rất cao các bạn ạ. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng những thử thách trong cuộc đời này sẽ là những gì? Bài học rất là giá trị, làm nó khiến cho chúng ta có một tinh thần mạnh mẽ. Cho nên ai đó đã từng nói rằng sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần thất bại dạy ta khôn. Và những đau thương sẽ giúp cho chúng ta sống có tình người và đủ để hy vọng để hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta thiết nghĩ rằng việc làm việc bạn phải cố gắng mỗi ngày, chúng ta phải tranh thủ sắp xếp một thời gian hợp lý lại công việc của mình bằng với khả năng của mình. Bên cạnh đó, trong mỗi ngày các bạn phải ít nhất định một cái thời gian để thực tập niệm Phật hay thiền định. Vì lợi ích và thiền định, hai niệm Phật sẽ giúp bạn cân bằng lại tinh thần sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Bằng cách ứng dụng thiền định và niệm Phật trong cuộc sống thực tế, chúng ta không chỉ đạt được bình an thực sự trong tâm trí mà còn có được một thái độ sống tích cực và lành mạnh. Và lời cuối cùng, Tâm An xin chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và Tâm An xin chào các bạn nhé. Các bạn thân mến, lời chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm An cũng đã khép lại chương trình số này. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình và hãy tiếp tục lắng nghe số tiếp theo nha các bạn. Chương trình được thực hiện bởi Ban Văn hóa Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Thượng tọa Thích Chân Tính.